Ngồi đàng hoàng, ngồi đây, đàng kia, nhanh lên. Bây giờ tiếng Việt lớp 1 tập 2 con ngồi đàng hoàng lên. Rồi, tập 2 là bây giờ hỏi bài nào là con cũng đều học đọc được hết đúng không? Dạ. Ok, rồi bây giờ bà sẽ cho con coi bài, ví dụ bài này đi. Bài đây, bài sói nè. Câu hỏi của sói này đúng không? Dạ. Để cho con coi sơ qua nè. Được chưa? Được chưa? Dạ. Rồi, ok, rồi đọc cho bạn nghe coi. Sói, một chú sói đang chìm trên cành cây bóng chiều chăng rằng đây chúng đầu lại sói đang ngáy ngủ, sói trùng về và tuấn đã sắp sói qua ngày, xin lỗi hãy thả tôi ra. Sao nữa? Thả tôi ra sao nữa? Thả tôi ra, sói nói. Sói nói được ta sẽ thả, nhưng mà hãy nói cho ta biết vì sao một sói các ngươi cứ nhẹ nhát vui đùa suốt ngày, còn ta lúc nào cũng thấy buồn bực. Sói nói, thả tôi ra rồi tôi sẽ nói. Sói thả sóc ra, sóc nhảy tót lên trên cây cao rồi tát vòng xuống. Mỗi khi nhìn thấy anh, chúng tôi đều bỏ chạy vì anh hay buồn bực. Vì anh hay gây gỗ đúng không? Vì anh hay gây gỗ, anh không có bạn bè. Anh hay buồn bực vì anh không có bạn bè. Còn chúng tôi đúng là cũng vui vì chúng ta có nhiều bạn tốt. Rồi, ok, cũng tạm được. Yeah. Thiếu mấy chỗ rồi, giáo bài khác coi. Ví dụ bài hải âu đây. Rồi, hải âu là chim của biển cả nè, cho nhìn sơ sơ nè, được chưa? Dạ. Ok, rồi. Rồi, đọc coi. Tàu là chim của biển cả, hải âu là chim của biển cả. Chúng nó sẽ cánh lớn lên bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rất giỏi nha, chân của chúng có màng như chân vịt. Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển, đôi khi chúng đậu ngay trên mặt biển mà mừng nó dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay hàng đầy gần nơi trú ẩn. Vì vậy hãy âu được xem là loài chim báo bão, chúng cũng xem là chúng cũng được coi là những bạn có những người đi biển. Ok, tạm được rồi, bài tiếp tục. Bài nữa coi. Ừ. Bài hổ đây, chú tể đừng sang nè. Chú tể đừng sang. Được không? Được. Xem gì nữa? Xem. Rồi, xem nhanh đi. Ok. Ok, rồi. Đọc. Hổ là loài thú sở ăn thịt sống trong rừng. Đuôi hổ thường có màu vàng xoay những vành đen, nó rất rộng. Mắt nhìn rõ ràng màu trong đen tối, bốn chân chắc khỏe và có cuốn sắt đuôi dài và cứng như roi sắt. Hổ di chuyển nhanh, có thể nhảy xa vào sông mồi đất sỏi. Hổ sức khỏe và hung dữ. Hầu hết các con vật sống trong rừng đều sợ hổ, vì vậy hổ được xem là chú tể rừng. Hổ được xem là chú tể rừng xanh. Rồi, hổ hay bị nốt cao nữa, quá đúng luôn. Nè, cuộc thi rừng xanh gì nè? Cuộc thi tình rừng xanh thì dễ hơn nha. Dễ hơn luôn hả? Ghê hả? Nhìn luôn hả? Rồi đọc đi. Một con vật trong rừng tổ chức một cuộc thi tài năng giống như dục trí. Cuộc thi mới đầu tiên bắt trước tiến một số loài vật. Tiếp theo là có cúng mơ mơ của màu rừng. Có ký khí trong nháy mắt đã khiến được cái tổ xinh xắn. Nhưng con khí tiến giải thêm về vì muốn tuyệt đẹp. Vật sáng chi trong em. Vật sống có tiết một đôi kê liễu mà tất cả chúng tôi thích thú. Cái con vật xứng đáng nhiều hùng thú. Ok, tạm được.